Tới bàn rồi, xin qua ngồi xuống. Mời hai bạn mà tháo mặt nạ ra. Làm sao? Rồi, hello, ai cũng đẹp hết, trai xinh gái đẹp. Mình đã ngồi đối diện nhau rồi ha. Bây giờ mình giới thiệu to rõ lên. Mời em trai nói trước về những thông tin cá nhân của mình. Em tự em rung thì. Trời ơi, ai làm gì đâu rung, bắt tay cái hết rung nè. Ok không? Này tay lạnh chứ không phải rung. Chào chị Cát Tường. Em tên Võ Hồng Vinh, năm nay em 37 tuổi. Tên Võ Hồng Vinh. Dạ. Em 37 tuổi, quê em ở Quảng Ngãi mà hiện em sống ở quận 12. Hiện nay sống ở quận 12. Dạ, em làm ở quận 12 luôn. Làm quận 12 luôn. Dạ. Làm gì ở quận 12? Dạ, em kinh doanh võng xếp. Kinh doanh võng xếp. Dạ, dạ. Là mình làm chủ hay sao? Dạ chủ. Người mình... nhà làm mà đi giao các tỉnh. Ồ, giao các tỉnh nữa. Dạ, ủa dạ. Mình đang ở nhà với ai? Dạ nhà là anh em là ông bà già. Ba mẹ luôn trong này luôn rồi. Dạ, dạ. À vậy là mình vào trong này lâu chưa? Dạ vô mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Vậy ngoài quê Quảng Ngãi còn ai ngoài không? Thì còn ông anh ở quê. Có ông anh ở quê thôi, coi như ba mẹ vô này hết. Dạ. Nhà đông anh em không? Trong này dạ, đông anh em không? Ba trai ba gái mà vô trong này hết 4 người. Riêng cái nhà em đang ở lại mở với ai? Dạ ở là ông bà già. Ông bà già. Dạ. Là em với ông bà già thôi. Dạ. Vậy là nhà đó nhà của ông bà già hay nhà của em? Nhà của em nhưng mà ông bà già không đứng tên. Kỳ vậy, sao nhà của em ông bà già đứng tên? Bởi vì là tại vì cũng mượn mấy người mượn ít á. À. Ông cũng là công bằng ấy, còn còn mấy anh chị em là có nhà ra riêng hết dạ, trơn rồi. Hết rồi. Có gia đình chưa? Dạ có rồi. Có rồi hết. Dạ, dạ. Còn mình chưa thôi. Dạ. Rồi, ok. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào chương trình, em chào chị Cát Tường và bạn trai bên kia. Em tên Võ Thị Chua. Chua? Dạ. Chua là chua lè đó hả? Dạ. Trời ơi, tên sao đặt tên ngọt mà đặt tên chua trời. Dạ, có tên ngọt luôn chị. Có tên ngọt luôn hả? Dạ, em gái em nè chị. À, em gái em tên ngọt. Dạ. Em tên chua. Dạ. Trời ơi, mẹ đặt, bố mẹ đặt hay quá ha. Có hai chị em thôi hả? Nhà em 7 người con. Em đặt tên hết 7 anh chị em chị nghe coi nè. Hồng, Quýt, Đanh, Chanh, Chua, Ngọt, Thanh. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Có trai có gái đầy đủ. 6 gái một trai thôi chị. 6 gái một trai. Trai là tên gì? Trai là tên Lanh chị. Tên Lanh. Dạ. Còn nhiêu là Quýt ổi gì đó, Quýt mợ gì? Hồng, Quýt, Đanh, Chanh, Chua, Ngọt, Thanh. Hồng, Quýt, Lanh, Chanh, Chua, Ngọt, Thanh. Dạ. Hay không em? Nhớ hết tên nhà vợ chưa? Dạ. Nhớ chưa? Mình đang làm công việc gì chanh? À, chua. Chua. Em đang làm thẩm mỹ, vuông xăm với là chăm sóc da. Ồ, hay bán mỹ phẩm quá. Bán online hay là mình bán có cửa hàng? Em bán cửa hàng ở nhà luôn. Rồi hiện tại mình đang sống ở đâu? Em sống ở Củ Chi. Củ Chi. Củ Chi gần quận 12 rồi. Chỗ nào đó hỏi thử coi có gần nhau không? Lúc trước em cũng ở quận 12 á chị. Em mới về Củ Chi. Ở chỗ Trung Chánh á chị. Hỏi ta coi em ở quận 12 ở Củ Chi chỗ nào? Ở ngã tư Trung Chánh là nhà chị gái em ở đó anh. À, quê em ở đâu em? Quê em gốc ở Buôn Mê Thuột anh. Buôn Mê Thuột à? Dạ. Anh cũng lên đó bỏ hàng đó. Hiện giờ em ở Củ Chi ở chỗ nào? Ở Củ Chi em ở chỗ nào em? Em ở gần nước mía Vườn Câu của anh. Mới sầu riêng á chị. Qua đi thẳng lên khúc nữa. Cái cầu Anh Hạ không? Đúng rồi, đúng đó rồi, đó rồi, là cho bên hai bên đường có bán nước mía, có bỏ sầu riêng vô. Dạ, bữa nay do em đi sớm quá chị chứ không em mua tủ mì lên đây đây. Rồi đang sống với ai? Em đang sống với con trai em. Con trai em. À mình có con rồi hả? Dạ. Con bao lớn rồi? Con em 11 tuổi rồi. 11 tuổi rồi, tình trường sao kể luôn đi. Mối tình đầu cũng như mối tình cuối là ông xã em. Có một mối tình một đó thôi. Ở với nhau được bao lâu? Ở cưới năm 2007. Ở được 5 năm rồi chia tay chị. Có con rồi mà tại sao chia tay? Thì lúc mà không có con thì nói chung là không có gì xảy ra mà có con rồi á. Cái bạn... Người bạn trai á, là chồng em á, là cũng như là sự quan tâm gia đình không có. Cuộc sống nó nhiều cái không bất hòa á chị. Anh quan tâm cho con hả? Anh quan tâm cái gì? Hay là có đối tượng nào ở ngoài không? Thì nói chung giờ chồng em cũng có người khác rồi. Không, cái lúc đó, lúc đang còn ở với mình á. Thì em không biết, cái đó do em làm tối ngày em đâu có đi đâu đâu biết. Rồi chia tay vậy là bao lâu rồi? Được 5 năm nữa chị. 5 năm rồi, dạ. Lại giờ người ta có gia đình mới rồi. Dạ. Tại sao 5 năm nay mình không có lập gia đình tiếp, chưa tìm được ai? Em lo kiếm tiền. Lo kiếm tiền, giờ cuộc sống hai mẹ con ổn định chưa? Dạ ổn định rồi chị. Rồi bên đây hoàn cảnh sao, tình yêu, tình báo sao đây? Mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình chính thức. Quen được bao lâu? Dạ quen 2 năm. Quen 2 năm. Rồi sao nữa? Thấy lòng sòn biết là chia tay. Là mối tình hay là kết hôn? Kết hôn cũng vậy.
À, là cũng có vợ luôn giờ rồi. Có vợ rồi. Lấy nhau được 2 năm. Dạ, dạ. Lý do sao chia tay? Vì lúc mình nói không hợp nhau rồi, vì lúc nói thấy nó không có tiếng nói chung. Ai là người quyết định chia tay? Trong thời gian ở trong đó rồi nói nó động rồi bỏ đi có 2 năm rồi em về mới ly dị. À, bỏ đi 2 năm rồi về mới ly dị. Dạ, dạ. Ờ, có cháu nào chưa? Dạ có đứa 4 tuổi. 4 tuổi giờ ở với ai? Dạ ở với mẹ. Rồi có thăm nom gì không? Dạ có. Giờ vợ đang sống ở đâu? Em cũng không biết nữa. Ủa không biết sao thăm nó? Con của em là gửi cho ngoại á. Con với em là ở với ngoại. Ngoại ở đâu? Dạ ngoại gốc ngoài Bắc nhưng mà sống ở Quảng Ngãi. Lâu lâu cũng về thăm. À coi như là giờ vợ con về Quảng Ngãi rồi. Dạ dạ. Rồi lâu lâu em mới ra thăm thôi. Dạ dạ. Chia tay nay là mấy năm rồi? Chung là ly thân cũng lâu rồi, cũng năm mấy á. Nhưng mà thấy không sống được nữa đây em tự ra tòa rồi ly dị luôn. Bây giờ giấy tờ ly dị là xong hết chưa? Xong hết rồi. Xong hết rồi, con ở với mẹ. Dạ. Về Quảng Ngãi luôn rồi. Dạ. Cũng cùng chung cái hoàn cảnh với nhau. Rồi giờ mình lấy một người đã gãy đổ có con rồi nữa thì em có ngại không? Bây giờ mình lớn rồi là mình đâu có tìm được hơn nữa đâu, nên giờ mình tìm hiểu thử được như thế nào được thì mình quen mình thôi. Rồi bây giờ ví dụ cụ thể trường hợp hai bạn nè, nãy hồi mở cửa đó tìm ra thích nhau đi. Dạ, dạ. Cổ đang ở hai mẹ con nè, là lấy em mà đương nhiên là sẽ ở chung rồi đó. Dạ. Là cổ sẽ đem con cổ theo rồi đó, thì em đồng ý không? Rồi em có muốn đẻ con nữa không? Dạ có. Có muốn đẻ mấy đứa nữa? Có là được rồi chứ có em là không biết rồi, nói chung là tùy theo kinh tế thôi. Nhưng mà giờ có con của riêng của vợ ở chung với mình luôn thì em có đồng ý không? Em có ngại không? Dạ không ngại, trai rồi. Ok đó, chị hỏi đầy đủ thông tin để mà mình rồi nghe mình rõ mình hiểu hết ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì hoạt bát, dễ gần gũi. Còn điểm yếu của em thì nóng tính, thẳng tính. Nóng tính thẳng tính nữa. Dạ. Còn điểm yếu gì nữa không? Em hơi dữ tính nữa. Cũng nhìn dữ là lắm. Thấy biết rồi, sắc sảo lắm. Cô này dữ dằn lắm nha, xinh đẹp nhưng mà nhìn là rất là bản lĩnh đó. Sợ không? Gần gũi nhau em biết chứ chẳng chưa ai sợ ai. Chưa ai sợ ai. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em không có rượu trà, nhưng lúc có quan trọng có gì đó thì em uống cho vui thôi. Còn điểm yếu thì em nhắc gái, em nói chung là không nhắc tán gái. Dạ. Không biết tán gái là dạ. Xưa giờ một mối tình duy nhất dạ là vợ thôi đó. Là có bạn bè giới thiệu rồi quen rồi đến với nhau thôi, còn em không biết tán gái thật sự luôn. Không biết tán gái. Dạ, dạ. Nhát gái mà có dạy gái không? Còn cái kinh doanh như này nọ, buôn bán này nọ thì em không có ngại. Nói chung là miệng lưỡi dữ lắm, nhưng mà tán gái thì em thấy mình để ý một người nào đó, tự nhiên cái cảm giác mình thấy mình sợ ruột rè không giống nó. À dạ. Có khi nào tại em không có ngọt ngào với vợ, không nói chuyện với vợ nên là vợ mới vậy không? Không, mà em hiền quen mà nói chuyện đàng hoàng chứ không có cái nạt nổi người ta. Hồi giờ em quen chứ chưa bao giờ về mà nói mà hành hạ mà quýnh vợ nó thật. Không có lớn tiếng, không có vũ phu đúng không? Ờ con thấy được thì sống, không được thì tự cái đâu. Nhưng mà em có quan tâm đến vợ, có ngọt ngào với vợ không? Có chứ. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình, kinh tế ổn định, vẻ ngoài sáng sủa, đẹp trai chút. Sáng sủa đẹp trai chút. Mình kinh tế ổn định rồi đúng không? Yeah. Lo được cho bản thân, lo được cho vợ con đúng không? Dạ. Yeah. Vẻ ngoài được, sáng sủa, có yêu thương gia đình chăm sóc vợ con không? Dạ có. Rồi, vậy em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Chủ yếu là dễ thương, là con cái là biết sống trong gia đình là được rồi chị. Nói chung là đừng hơn thua là được rồi. Dạ. Chị thấy cơ bản là hai bạn phù hợp nhau đó. Thứ nhất là dạ điều kiện là ở là gần nhau, dễ tìm hiểu qua lại. Thứ hai là hoàn cảnh cũng giống như nhau, gãy đổ thì mình sẽ hiểu được cái dạ cảm xúc của đối phương hơn. Em có đem hình ảnh gì không cưng? Cho chị xem tấm hình nào đi. Rồi. Rồi, ảnh đây. Ảnh sẽ có trong đây. Có thể tìm thấy trong 6 cô gái ấy rồi cho giống nhau quá, cho người ta cái gợi ý đi em. Tóc dài anh ơi. Trời ơi, tóc dài, 6 cô tóc dài hết luôn đó. Nhiều quá em không biết người nào đó. Rồi thế giờ em thích người nào chị gả người nấy. Cảm nhận của mình thích cô gái nào? Cách đại của nó. Tại sao chọn cô đó? Thì em thấy nhìn thấy nó có hậu hay có một tí gì đó. Có hậu mình rồi, giữ y nguyên đó cho đúng không? Hình này quá chị. Sao hai anh mà chọn anh đó? Em nghĩ là anh này to con hơn chút, chọn anh này. To con hơn chút, chọn anh này. Rồi, có nghĩa đây là các bạn đang chọn theo sở thích của mình đúng không? Dạ, dạ. Thích ai chọn người nấy. Rồi, bên đây có 2 sự lựa chọn, bên này có tới 6 sự lựa chọn lận. Nhiều quá, đâu chọn nhiều quá, biết hơi khó ha. Dạ. Xin mời các bạn hãy nhìn xem cái cảm nhận của mình lần đầu tiên gặp mặt có đúng hay không. Bạn dạ gái thì đúng chắc rồi, có 2 người thì quá dạ dễ rồi. Bạn trai tìm ra chưa? Nước đa đi đúng không? Mấy em con biết không? Không có phải. Đây hả chị? Đây mới đúng nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Cũng được là sao? Chọn cái hình của cô đứng ở trên. À, cô này nè.
Vậy là chắc Gu thích mập mập hay sao, có thích có hậu phải không? Nè. Dạ. Làm liền. Qua cái trái tim ngủ ông này cao dữ nha. Cảm ơn anh. Rồi em cảm ơn anh. Thật sự rung thiệt luôn, lỡ lên đây. Trời lỡ lên đây ai ấy không lên mà lỡ. Em có món quà nhỏ cho anh. À, cảm ơn anh. Dạ. Đó em gái đó, bé ngọt là em gái cổ đó. Em có quà chị tặng chị. Cảm ơn em nha. Khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của mình là gì? Chị nhìn thấy cô gái này thì thấy làm sao? Thấy nhìn dễ thương, nhìn thấy cũng có ấn tượng ban đầu. Có ấn tượng ban đầu. Em sao? Thấy ảnh cũng vui vẻ. Hơi nhát gái chút xíu. Cười không mà nãy giờ ngồi nhìn chị cười miết vậy đó, cứ nói chuyện rụt rè vậy đó. Thôi bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn 5 phút ha, có thời gian riêng để hai bạn trao đổi với nhau. Thử coi không có tôi coi có mạnh dạn hơn hay không nha. Mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô, bánh xếp hẹ chiên và dầu cháu quẩy nhồi tôm chiên giòn. Mời các bạn thưởng thức mà nhớ vừa ăn rồi vừa trò chuyện với nhau nha. Dạ. Ăn tự nhiên nha. Dạ. Ít phút nữa chị Tường quay lại. Mời anh. Sao gãy đầu rồi nha anh? Thật sự chứ hồi giờ anh chưa tới cái đông đông mà anh tán gái anh thiệt, rung thiệt. Dạ anh được. Không tán em tán anh đấy. Cho vợ đi nó dễ. Nãy em nghe là anh cũng có gia đình rồi hả? Có một cháu trai, cháu gái. Gái. Cháu gái hả? Cháu gái ở với mẹ hả? Ở với ngoại. Sao anh không đưa cháu ở với anh? Đưa mà vợ anh không chịu. Không chịu hả? Giờ cưới vợ sao anh? Sao? Có chỗ chứa mẹ con em không? Thì biết đâu. Ông chơi. Đi cưới vợ mà sao không biết rồi chết rồi. Giờ mình tìm hiểu nhau như thế nào rồi mình ái thôi, chứ còn chứa thì sao chứa được hết sao? Ý em hỏi anh là cưới vợ về có chỗ ở chưa? Ổn định chưa? Có chứ. Nhà đó thì ở thôi. Anh muốn hỏi em gì hỏi đi, em hỏi anh quá trời luôn nè. Dạ anh cũng làm sao là anh em mình hiểu nhau, nói chung là bấm nút vào trong mà có thể là nó có thời gian gì để nói chuyện với trong này anh ngại không dám, nói chung là không có nhiều lúc muốn nói chuyện mà nó trùng trục miệng để có nói chuyện. Người với người có gì đâu ngại, mình có gì mà suy nghĩ gì mình nói đó, em suy nghĩ gì mình nói đó, có gì đâu ngại. Anh nói với em mới dễ, còn anh là sao nó ngại hả? Anh ngại anh nói không được. Vậy đi làm ăn là mời khách sao? Nói chung là mời là anh dạng lắm, nói chung là anh có qua miệng lắm. Lỡ may có cô là... nào dễ thương rồi mà anh bán hàng rồi cô ta không đưa tiền cho anh rồi sao, anh ngại không lấy luôn. Trời, cái đó mình có cách nói chứ, cái nào buôn bán, cái nào bán, cái nào cho chứ. Cái đó là nó khá, còn chuyện yêu đương anh không nói chuyện được, ngại. Mở cái này ra anh thấy em sao? Hung dữ là gì không? Chung là thấy mặt em ấy cũng đâu có vừa đâu, nói chung là điều kiện thì em cũng dữ lắm. Không có vừa gì đâu. Thiệt chứ. Anh ở chung với ba mẹ anh luôn hay sao? Dạ. Đỡ rung chưa? Rung rồi. Chị ra ngoài, chị ra ngoài đỡ rung hơn hay chị ngồi đây rung hơn? Em trong sao mà cho nó xuống ngồi uống ly cà phê cho nó tỉnh cái gì? Trời ơi. Cái gì mà nhát dữ, có vợ con rồi mà làm như cái mới lớn vậy? Mình cũng phải tập chia sẻ, tập nói chuyện. Chứ giờ mình tìm hiểu nhau, ví dụ mấy mốt hẹn hò hai người đi chơi rồi không nói gì chơi rồi làm sao? Ngày đó là em nhiều nói tới sáng không có chuyện nói. Từ phải lúc không? Đó là nó có chuyện nói, còn trong này tự nhiên cái đó giống như là ai ốp chế mình nói không có được. Ai ốp chế đâu, đây không có ai đâu ốp chế em, chắc nói tôi quá. Như đây. Phải nó cái cảm giác em dữ không phải cái cảm giác này nha. Em ở dưới đó là dạ. Đang ở hai mẹ con là nhà thuê hả hay sao? Nhà em chị. Nhà em luôn rồi. Dạ. Ví dụ lấy nhau thì dạ. Là ở đâu? Cổ chúng về nhà em hay là em về nhà cổ? Em giờ kia sao không được chuyện. Chung chỗ nào cũng thấy nó thoải mái, vui vẻ. Cha mẹ nhiều lúc tiếng này tiếng nọ, nhiều lúc mình không muốn bên ai. Lúc bây giờ cha mẹ bây giờ mình cũng không bên, vợ mình cũng không bên. Nên nhiều lúc mình cũng muốn ở riêng ra cho nó thoải mái. Hai vợ chồng nhiều lúc mà này nọ kia, nhiều lúc hai chồng đều biết. Nó không có người ngoài biết. Lúc có nghĩa là em thích hai chồng ở riêng. Dạ, em nghĩ là vậy. Chứ không có cần đem vợ về nhà làm dâu rồi gì hết. Dạ, nói chung em thích ở riêng. Thích ở riêng. Rồi ở riêng rồi, giờ ở riêng là ở đâu? Cái đó thì từ tính, chứ giờ mình nói mà mình bước qua không được thì hôm nay mình không. Nhưng mà nói. Nguyện vọng là thích ở riêng hơn. Dạ, nói chung là mình nghĩ như vậy. Nếu bây giờ thấy phù hợp, thấy được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em chờ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm? Dạ. Rồi chuẩn bị gì chưa? Mà 6 tháng đến 1 năm, mới vừa nói chưa tới đâu tính tới đó mà 6 tháng đến 1 năm. Nếu chẳng hạn là em thương thật lòng đó.
mà là người đó có thật lòng với em hay không. Chứ còn mà cái hạn quen mà nó nghĩ một cái gì đó thì bây giờ thì thương không ai nghĩ gì hết trơn. Bây giờ ta thương, thí dụ thương thật lòng nè, mà 6 tháng tới 1 năm rồi sao em chuẩn bị kịp rồi lấy nhau về thì cũng phải làm dâu chứ, thôi ở đâu. Lúc đầu thì mới mã đi về vài ngày rồi xong rồi phần anh ấy đi làm, tự nhiên sống ở đây khác, ở quê còn có thời gian rảnh, còn ở đây thì lúc mình lo mỗi người một công việc hết thôi, nhưng cũng không có thời gian rảnh. Nói chung là sẵn sàng rồi đó, nếu mà cảm thấy người ưng ý là 6 tháng 1 năm là cưới thôi. Giờ cũng lớn rồi, đâu có mười mấy hai mấy tuổi đâu mà chờ lâu, lỡ quen cưới được nó về cưới không được thì chẳng quen người khác đã bốn mấy tuổi luôn quá. Bốn mấy tôi luôn. Ông này ông chân, ông thật thà quá. Thì mình ngại ngùng quá ha, cho bốc thăm câu hỏi. Thực hiện những cái điều ở trong này cho nó vui, đỡ ngại. Mình bốc xong mình đọc lớn lên, người ta yêu cầu cái gì trong đó thì mình thực hiện. Bạn gái hạ trổ tài, mát cái gì đó, xa mặt cho bạn trai trong vòng một phút. Ngại quá vậy, không? Cái này bỏ qua. Sao bỏ qua làm được? Làm gì? Người ta làm mình chứ mình có làm gì đâu mà bỏ qua. Nhưng đọc lớn lên cho cổ nghe, cho cổ chưa nghe. Bạn gái hả, trổ tờ mất xa cho bạn trai trong vòng một phút. Ừ, ông đọc thiếu chữ mặt của người ta rồi, người ta tưởng đâu nằm xuống mất xa quá vậy rồi, không làm sao? Gì rồi. Chán không, dễ sợ luôn á. Bạn gái hãy trổ tài massage mặt cho bạn trai trong vòng một phút. Massage mặt rồi em massage sau lưng nè, rồi em massage mặt chồng. Cái này massage mặt lưng sau lưng quá. Ông đọc tới chỗ massage, ông bỏ chữ mặt rồi ông la kỳ quá. Giống như ông ta bắt ông nằm xuống đây cởi áo ra vậy đó. Rồi, thư giãn dựa vô ghế đi nè, để bạn gái làm nè, ngước cái mặt lên. Này massage đầu quá, cái mặt sao thái đường massage đây. Đó, thư giãn nha. Mai mốt tưởng tượng ha, đi làm về mệt, có vợ massage đồ ha. Sướng dễ sợ. Sao không anh? Hả? Phê không anh? Phê không anh kìa? Phê. Không trả lời vậy trơn trời. Phê. Thông cảm đi. Anh nhắc gái quá mà. Được rồi chị. Rồi, được rồi, cảm ơn anh em. Phê rồi mà. Tới phiên em. Em đọc lớn lên. Một tờ nữa hả chị? Thì đó, hai tờ, ông chọn tờ, còn em tờ đó. Bạn trai hãy chọn một trong hai yêu cầu sau để thực hiện một gì nữa. Đọc lớn lên đi, có gì chọn một trong hai yêu cầu, đọc lớn lên nè, rồi hôn tới môi, hôn môi bạn gái trong 15 phút. Cái gì 15 phút? 15 giây. Trời ơi, hai người này. Bế bạn gái đi 5 vòng, chú cha, này là chết chứ. Thể hiện sức khỏe. Bỏ qua chị. Giờ sao em, làm được cái nào em? Bỏ qua cho em đi. Bỏ qua, bỏ qua gì? Được, sao mà bỏ qua được? Sao không cho anh thích đất hay gì cho nó ấy chị? Em hồi vậy anh không thích thiệt. Anh không biết, giờ em qua em ẵm bạn gái đi một vòng thôi. Giờ chương trình 5 vòng chị, chỉ cần em ẵm bạn gái đi một vòng thôi. Ok, mời em. Chờ em ơi, đừng cho em hôn nha. Rồi quá ôm. Ôm 30 giây rồi nói cảm rồi, nhận của mình. Được, được không? Rồi, mời em. Vậy được chưa? Hai người ôm nhau 30 giây rồi bạn trai sẽ nói cảm nhận của anh mình. Anh ôm sau lưng em nha anh. Là sao không được. Dạ, giờ ôm mà chị. Ôm nè, hai đứa đứng lên ôm nhau mới có. Trời ơi, cái thời buổi gì tao lên tới mặt trăng mặt trời rồi mà đứng còn... đâu chị, đứng đây hả? Đứng đây, em qua đây. Thúng núm tay chân cái gì không biết nữa, ai làm gì đâu mà. Rồi, hai người ôm nhau 30 giây. Ai ôm? Em... ôm nhau chứ không anh phải. Anh ôm em hả? Hai người ôm nhau. Trời ơi, ông ôm mà ông làm giống như gì vậy cha? Cái tay ông ôm làm gì vậy trời? Ôm sao chị? Cái ôm vô hồi đó giờ chưa ôm bao giờ. Ôm sát vô mới cảm nhận được chứ. Ồ, tôi chán hai người này ghê luôn á trời. Cảm nhận được cái gì chưa? Được rồi chị ơi. Rồi, mời hai bạn về chỗ. Rồi, nói cho cổ nghe cảm nhận của mình sau khi cái ôm 30 giây đi. Dạ, em thấy có cảm giác. Em thấy có cảm giác? Dạ. Có ôm sát đâu có cảm giác. Có. Người ta phải ôm sát rồi mới nghe nhịp đập trái tim hay là nghe cái gì. Có cái chị, có hơi thở hay cái sự rung động gì, ôm mình đứng xa vậy nè, tôi chưa thấy ai ôm vậy luôn á. Thiệt tình. Thôi bây giờ như vậy, 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Bây giờ là nghiêm túc. Nãy giờ mình có những cái game mình chơi vậy cho vui để mình hiểu nhau nhiều hơn. Hai bạn hãy nhìn nhau rồi mình nói cho nhau nghe mỗi người một câu xúc tích ngắn gọn. Yeah. Hiện tại các bạn cảm thấy trong lòng mình có suy nghĩ gì, có cảm xúc gì, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu chúng ta thấy rung động thì chúng ta mới bấm nút. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy không có tình cảm, không có duyên thì chúng ta không bấm. Rồi nói đi chứ nó ngồi hoài hả? Thì anh cũng mong mình bấm để mình ra ngoài mình tìm hiểu những đèn đúc trong này nó hơi rụt rè. Chung là em cũng thông cảm.
Nhưng mà cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Mình phải nói cho người ta biết, người ta mới bấm. Thấy cũng có cảm tình. Rồi, em muốn nói gì với ảnh? Em thấy anh cũng dễ thương, gần gũi, cảm giác là nhút nhát quá. Không nhát ghê, mà không có vợ có con rồi đó mà không nhát vậy đó. Không ngại thật á. Rồi được rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Đặt tay vào nút bấm đi à bạn. Hiểu những gì Tường chia sẻ rồi ha. Hai bạn hãy nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý hẹn hò thì bấm thật mạnh vào nút bấm. Không đồng ý lấy tay ra, đó là quyền của các bạn nha. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Chị đếm sau 3 tiếng đếm thì đưa ra quyết định của mình nha. 1. Trời ơi, nhìn tôi mới đếm có 1 hả? 2. 3. Sao em không bấm? Em thấy không có cảm giác. Tại anh nhát quá phải không? Hay sao? Như là lúc nãy em nói với ảnh, em hỏi ảnh có chỗ mà để cho hai chứa hai mẹ con em á, nhưng mà ảnh nói chuyện không có, đã lên đây rồi thì phải nói rõ ràng chứ còn ấp ấp lúc đó chị ra, lúc đó chị ra ngoài rồi dạ, đúng không? Dạ dạ. À, là em có hỏi ảnh là có chỗ, coi như là có chỗ để chứa mẹ con em hay không? Rồi anh trả lời sao? Như là cái nói chuyện của ảnh là nói chung là sao không được chứ giờ mình nói ra thì nói chung là anh nói là ra ngoài mình tìm hiểu nhau, còn cái chuyện mình nói trong đây thì lúc mà mình nói mà ở ngoài mà không có như trên tay này thì nó nhưng mà ít nhất ví dụ như tìm hiểu nhau được thì có chỗ mình là phải trả lời chứ, mình không trả lời làm sao người ta tự tin chứ tưởng người ta bấm nút được. Em không có cho người ta một cái gì đó nó an toàn, không có cho người ta một cái lời hứa hẹn. Yeah. Không, hứa là một chuyện, còn thực hiện được tới bao nhiêu là còn tùy tìm hiểu nhau nữa. Cái này là do em, không phải là do cổ đâu. Chỉ là gặp dưới mình ra ngoài là mình tìm rõ ràng hơn. Thích của em thì kiếm một người đàn ông mà nói được làm được. Đúng rồi. Yeah. Mình phải quyết đoán chứ, nhiều người lên đây hả, mình hỏi thích không? Thích. À, làm dâu hay bắt rể? Làm dâu ta thẳng thắn rồi, anh có lo cho vợ con nổi không, nổi hay là gì đó, hay là anh muốn em phải làm gì làm gì làm gì, người ta thẳng thắn, người ta trao đổi dạ, luôn. Nói chẳng hạn là lên trên này lúc cái gì cũng chịu hết thì lúc ra ngoài nó khác, cái đó em không thích. Sao người ta bấm nút chán không ghê luôn á. Thôi đứng lên giùm đi. Dạ, đúng rồi. Thật sự là Tường rất là tiếc luôn, tại vì Tường thấy về ngoại hình á là hai bạn rất là phù hợp, điều kiện địa lý cũng gần nhau, phù hợp, kinh tế đôi bên đều ổn định hết, ai cũng là người sống tự lập. Thật sự là chị cảm nhận là bạn gái cũng quý em đó. Yeah, mà tại em thiếu một cái sự quyết đoán, thiếu sự mạnh mẽ thôi. Nói chung duyên chưa tới. Làm sao vậy? À, biết đâu còn cái duyên nào đó nó đang chờ mình nha. Mình có hình chân dung đúng không bác? Có. Có gì vậy? Anh của em nha. Ừ. Poster. Câu hỏi đầu tiên. Rối loạn cương dương là gì ạ? Rối loạn cương dương hay hồi xưa người ta gọi vui với nhau cái từ là liệt dương. Nhưng mà bây giờ người ta sẽ không nói từ này nữa. Tại vì từ này nghe nó hơi tế nhị chút xíu. Thì rối loạn cương dương đó là cái tình trạng mà người nam không có thể duy trì được cái độ cương cứng để mà giao hợp. Có thể là họ không có đủ độ cương cứng để bắt đầu giao hợp luôn. Hoặc là đang giao hợp thì họ bắt đầu trở nên siêu để không tiếp tục giao hợp được nữa. Thì trong trường hợp này chúng ta gọi là rối loạn cương dương. Vậy thì nguyên nhân nào gây ra bệnh rối loạn cương dương? Rối loạn cương dương này có nhiều lý do lắm. Trong cái cuộc đời của một người nam á, thì thể nào cũng sẽ gặp cái tình huống này một lần. Cái tình huống này sẽ trở nên khó khăn hơn nếu như trong vòng 3 tháng trước đó và hầu hết trong cái lần quan hệ họ đều mắc phải cái dễ xìu này. Cái từ dễ xìu cho chúng ta dễ hiểu ha. Thì nếu như trong 3 tháng trước đó lúc nào cũng dễ xìu, lúc nào cũng xìu trước khi quan hệ hoặc lúc nào đang quan hệ thì cũng xìu ngang, thì đó thì chúng ta gọi cái tình huống này rối loạn cương dương. Thì cái nguyên nhân có thể chia làm hai nhóm. Một là vấn đề tâm lý, hai là vấn đề về thực thể. Thì vấn đề về thực thể ở đây là nếu như cái người nam mà có những cái bệnh lý liên quan tới tim mạch, ví dụ như là vấn đề tăng huyết áp, ví dụ như bệnh tim đó, thì cái mạch máu được bơm từ tim tới dương vật đó, nó không có đẩy hiệu quả, thì cái dương vật của người nam nó sẽ không có cái đủ độ cương. Rồi những cái người mà có bệnh lý tim mạch thì chắc chắn là sẽ thường càng rối loạn cương. Cái thứ hai là những bệnh lý như là bệnh lý liên tác động đến thần kinh ngoại vi hoặc là biến chứng thần kinh trong những cái bệnh lý nội tiết, bệnh lý đái tháo đường, nó cũng làm cho
dương vật cương yếu hơn bình thường, hoặc là các rối loạn nội tiết khác, ví dụ như tuyến giáp, ví dụ tuyến yên, hoặc là như tuyến sinh dục của người nam thì là thường là tinh hoàn đó, cũng sẽ làm cho người nam dễ bị rối loạn cương hơn bình thường. Các yếu tố tâm lý, ví dụ như là mình lo lắng nè, mình bị stress về công việc nè, mình bị trầm cảm nè, đó, mình cũng có thể bị rối loạn cương luôn. Việc sử dụng những cái thuốc lá, việc sử dụng những cái chất kích thích ngày nay, nếu như mà sử dụng dài ngày, nó cũng có khả năng làm cho người nam bị rối loạn cương dương. Và khi một cái người nam rối loạn cương dương á, dù là thực thể hay tâm lý, thì cái vấn đề tâm lý của họ sẽ càng bị phóng đại lên. Thì thường là có sự kết hợp của cả hai yếu tố luôn trong cái rối loạn cương dương này. Khi một cái người nam mà chuẩn bị quan hệ, tức là chuẩn bị giao hợp đó, mà nếu thấy dương vật của mình cương không tới nơi tới chốn, cái độ cương cứng nó cảm giác mềm mềm, nó không đủ để mà đưa vào bên trong âm đạo để mà giao hợp, hoặc là nếu như đang giao hợp mà cái dương vật bị siêu xuống, nó mềm đi, không tiếp tục giao hợp được nữa, thì ta gọi là rối loạn cương. Một số trường hợp khác là dương vật không cương luôn, không có cương luôn, cho dù có ham muốn tình dục nhưng họ vẫn không cương, thì đó là những cái triệu chứng của rối loạn cương dương. Vậy thì những đối tượng dễ có nguy cơ mắc bệnh này là gì ạ? Những đối tượng dễ có nguy cơ mắc bệnh trong tình huống mắc bệnh rối loạn cương dương đó là gì? Thứ nhất là những người lớn tuổi, từ 40 tuổi trở lên, những người nam từ 40 tuổi trở lên dễ có khả năng là giảm testosterone ở trong máu và họ sẽ giảm nhu cầu kèm theo. Cái thứ hai là những đối tượng có mắc những cái bệnh lý nền, những bệnh lý như là tăng huyết áp nè, những bệnh lý như đái tháo đường, những bệnh lý như xơ vữa mạch máu, rối loạn mỡ máu, hoặc là những người thường xuyên dùng rượu bia, chất kích thích, thuốc lá, cũng là những đối tượng dễ mắc phải rối loạn cương dương. Những cái bạn trẻ ngày nay cũng gặp rối loạn cương dương nữa. Đây là một cái điều phải nói là rất là bất ngờ. Đó là bởi vì tuy là những người trẻ không mắc phải những cái bệnh lý như nói vừa rồi, nhưng mà việc hội nhập, việc xem phim, khiêu dâm, tranh ảnh người lớn làm cho họ thường bị lo lắng hơn bình thường. Cho nên khi vào quan hệ, họ có những cái kỳ vọng, họ có những cái hình ảnh trong đầu nó không có thực tế, làm cho dễ bị lo lắng và không đạt được những cái kỳ vọng đó, thì họ thường bị rối loạn cương dương. Cái thứ hai là việc sử dụng cái chất kích thích cũng như là hút thuốc lá hoặc là thuốc lá điện tử cũng làm cho những người trẻ ngày nay dễ bị rối loạn cương dương hơn so với trước kia. Những biến chứng nguy hiểm của bệnh rối loạn cương dương nếu không phát hiện và điều trị sớm. Rối loạn cương dương thì thực ra là nó chỉ là một cái triệu chứng thôi. Nó chỉ là một cái triệu chứng của một cái vấn đề gốc nào đó. Nguy hiểm hay không thì ngay cái rối loạn cương dương nó sẽ không tạo ra bất kỳ một cái nguy hiểm gì về tính mạng cả. Nhưng rối loạn cương dương sẽ để lại một cái giảm chất lượng cuộc sống đáng kể cho người nam. Bởi vì người nam mà khi nhắc tới nam giới thì chúng ta thường nhắc tới bản lĩnh của đàn ông. Nhưng mà nếu cái người bị rối loạn cương dương hay là một cái dạng khác, ta hay thường gọi chung một cái từ đó là yếu sinh lý đó, thì những người nam bị mắc vào cái trường hợp này thì người ta sẽ cảm thấy cuộc sống người ta suy sụp dữ lắm. Thì nó giảm chất lượng sống là chính. Còn những cái biến chứng của bệnh thì thường là do cái nguyên nhân gốc rễ, biến chứng của nguyên nhân gốc rễ mà ra thôi, chứ không phải là biến chứng của rối loạn cương dương. Dạ vâng. Vậy thì rối loạn cương dương có gây vô sinh hay không? Thực ra là rối loạn cương dương với vô sinh đó là hai vấn đề nó khác nhau. Rối loạn cương dương đó là dương vật, cái người này có mong muốn hoặc có thể không nhé. Nhưng mà thường là có mong muốn nhưng mà dương vật không cương lên được như ý họ. Ví dụ như không đủ cương, không đủ độ cứng để mà giao hợp. Còn vô sinh là nó có những cái yếu tố liên quan tới vấn đề tinh dịch, tinh trùng. Và hai cái này là nó khác nhau. Nhưng nó có thể liên quan gián tiếp với một cái yếu tố, mà một cái yếu tố ở giữa, ví dụ là nguyên nhân bệnh lý ở giữa. Ví dụ như một cái bệnh lý nào đấy nó làm cho teo tinh hoàn. Và tinh hoàn thì là cái nơi để sản xuất ra testosterone. Mà testosterone mà giảm thì cái cương dương nó cũng không được tốt. Ý bác sĩ là như vậy. Chẩn đoán rối loạn cương dương thì khi mà người bệnh tới thì bác sĩ sẽ hỏi người bệnh những cái câu liên quan tới ham muốn tình dục nè.
những cái câu liên quan tới cái triệu chứng rối loạn cương dương, cái vấn đề mà họ đang gặp phải là như thế nào, cái tần suất quan hệ của cái người nam là như thế nào, và khoảng thời gian mà người nam này gặp phải cái rối loạn cương dương này là bao lâu. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng sẽ tầm soát hết tất cả các yếu tố liên quan đến cái thói quen sinh hoạt cũng như là bệnh lý mà người này đang mắc, và nếu như họ mắc bệnh thì họ điều trị thuốc có tuân thủ hay không. Bên cạnh đó là những cái nhận thức về vấn đề tình dục cũng phải khai thác luôn. Bởi vì có một số người khi họ không hiểu về vấn đề tình dục như thế nào đó, họ thường sẽ có những cái lo lắng hơn cái mức trung bình, dễ dẫn đến rối loạn cương dương luôn. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng sẽ chỉ định một số cái xét nghiệm tổng quát, ví dụ xét nghiệm máu để kiểm tra xem những cái rối loạn chuyển hóa bên trong cơ thể hay không, đo điện tim để xem là sức khỏe tim mạch của mình có ổn hay không, đo huyết áp nè, ha. Và thậm chí là chúng ta phải siêu âm để kiểm tra cái mạch máu của cậu bé có ổn hay là không ổn. Bên cạnh đó, nếu như mà nghi ngờ những cái nguyên nhân phức tạp hơn, có thể kiểm tra luôn những cái hormone của tuyến nội tiết nữa. Thì đó là những cái bước mà bác sĩ sẽ làm để chẩn đoán cái bệnh rối loạn cương dương. Cách điều trị hiệu quả đó là chúng ta phải khai thác rất kỹ lưỡng từ mặt nhận thức tới mặt hành vi và cái thói quen của cái người này. Bên cạnh đó là nếu như chúng ta tầm soát ra được cái nhóm yếu tố, đó là nhóm yếu tố tâm lý hay là nhóm yếu tố thuộc về cái thể chất, thì chúng ta sẽ điều trị tương ứng. Ví dụ như đối với là nhận thức, đối với sự lo lắng, thì chúng ta sẽ có những cái liệu pháp tâm lý thay đổi nhận thức cũng như thay đổi cái hành vi thói quen của cái người bệnh nhân. Trong trường hợp là bệnh nhân có những cái bệnh lý thể chất á, thì chúng ta sẽ điều trị ổn định những cái bệnh lý nền. Ví dụ như có đái tháo đường thì chúng ta sẽ ổn định cái bệnh lý đái tháo đường. Trong một số tình huống, ví dụ như huyết áp, chúng ta sẽ ổn định huyết áp của bệnh nhân. Nếu có vấn đề về tim mạch, chúng ta sẽ ổn định vấn đề về tim mạch. Và trong trường hợp á, là chúng ta, trong trường hợp mà rối loạn cương dương rõ đó, thì chúng ta thường sẽ sử dụng một cái loại thuốc. Thì cái thuốc này là thuốc được dùng đầu tay cho hầu hết các bệnh nhân rối loạn cương dương luôn. Đó là thuốc ức chế 5-phosphodiesterase. Cái men này, khi mà ức chế cái men này á, thì cái nồng độ của chất nitric oxit ở trong máu nó sẽ tăng lên, nó cải thiện, thì mạch máu của dương vật nó sẽ giãn nở ra và dương vật sẽ cương cứng lên tốt được. Thì thường là bác sĩ sẽ chỉ định cái thuốc này cho bệnh nhân, nhưng cũng phải tầm soát hết tất cả những cái thuốc tim mạch, tại vì thuốc này trước kia được dùng để điều trị vấn đề huyết áp. Cho nên sử dụng thuốc này, đặc biệt lưu ý là cái người bệnh phải tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, phải dùng như thế nào, đúng vào khung giờ nào thì mới có hiệu quả được. Nếu dùng kèm với bất kỳ rượu bia hay bất kỳ cái chất kích thích nào khác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể đến tính mạng của mình luôn. Trong một số tình huống khó khăn hơn, một số tình huống mà nó nặng hơn, thì chúng ta có thể sử dụng một cái thuốc bơm vào trong dương vật, hoặc thậm chí là đặt thể hang nhân tạo để cho người này khôi phục lại cái sức khỏe tình dục luôn. Cách phòng tránh đối với nam giới để tránh sau này bị rối loạn cương dương đó là chúng ta phải, đối với những người trẻ đi, chúng ta chia thôi. Đối với những người trẻ thì ngay từ lúc trẻ chúng ta phải tiếp cận đến giáo dục giới tính chuẩn. Tức là chúng ta không nên tiếp cận giáo dục giới tính thông qua những cái phim ảnh người lớn để chúng ta có những cái suy nghĩ nó hơn mức bình thường, hay là suy nghĩ lệch lạc, chúng ta kỳ vọng khác thường thì chúng ta sẽ dễ bị lo lắng nhiều hơn. Chúng ta phải ngưng sử dụng những cái chất kích thích. Ví dụ như có thuốc lá thì hãy bỏ thuốc lá đi. Nếu chúng ta có sử dụng những cái chất kích thích thì chúng ta cũng phải bỏ những chất kích thích này luôn. Và chúng ta phải tăng cường uống đầy đủ nước trong một ngày, ăn nhiều cái chất đạm cũng như ăn nhiều chất rau, chất xơ, và đồng thời là chúng ta ăn giảm lại những cái chất béo lại để cho mạch máu chúng ta lưu thông máu huyết tốt. Chúng ta phải duy trì được cái thói quen cân nặng tốt thông qua việc ăn, ngủ nghỉ đúng giờ và tập luyện thể dục thể thao 5 lần một tuần, và mỗi lần như vậy chúng ta chỉ cần tập khoảng chừng 20 đến 30 phút thôi, chứ không cần nhiều ha. Nếu như chúng ta có những cái bệnh lý mà những cái bệnh lý nền liên quan tới hệ tim mạch nè, hệ nội tiết nè, thì chúng ta phải đi tầm soát ngay và luôn đi. Và mình đừng có né tránh bệnh viện, đừng né tránh bác sĩ. Nếu như có vấn đề thì phải kiểm soát ngay, để có biến chứng thì rất là mệt các anh nhé. Rối loạn cương dương không phải là một cái vấn đề ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nó gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng về chất lượng của cuộc sống đối với phái mạnh của chúng ta. Nếu chúng ta phát hiện được những cái rủi ro, những cái yếu tố nguy cơ của những cái thói quen sống hay là nhận thức hiện nay nó không đúng với sức khỏe, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải thay đổi đi. Nếu ai
có những cái thói quen sử dụng cái chất kích thích, uống rượu bia quá nhiều, hoặc những cái thói quen lười vận động, ăn những cái chất không tốt cho cơ thể, thì chúng ta phải ngừng lại. Chúng ta phải có những cái cách quản lý cái căng thẳng trong cuộc sống. Chúng ta phải ngủ nhiều hơn, và chúng ta phải tăng cường vận động thể dục thể thao, và đồng thời là khám định kỳ sức khỏe để kiểm tra xem những cái vấn đề mà đang chớm chớm nở thì giải quyết sớm đi mọi người nhé. Xuất tinh sớm, đây là một trong những cái khái niệm trong những cái vấn đề được gọi là yếu sinh lý của người nam. Xuất tinh sớm thì các bạn nghe đó, có hai phần ha. Phần thứ nhất là phần xuất tinh, phần thứ hai là phần sớm. Sớm ở đây có nghĩa là trước khi mong muốn. Đó, ví dụ như thường người ta mong muốn cỡ 5 phút, cỡ 3 phút, cỡ 5 phút, 7 phút gì đó. Thậm chí có một số người mong muốn lâu hơn. Thì cái xuất tinh sớm là đáng lẽ là thời gian đó mới xuất tinh, nhưng họ không làm được chuyện đó. Họ không thể kiềm chế được để rồi họ phải xuất tinh trước cái thời điểm đó. Đó gọi là xuất tinh sớm. Nguyên nhân dẫn đến xuất tinh sớm thì người ta trên mạng xã hội người ta nói rất nhiều, có thể là do bạn tự sướng nhiều quá. Nhưng cái đó nó không đúng đâu. Nguyên nhân của một cái xuất tinh sớm nó sẽ tùy vào cái xuất tinh sớm này là thuộc vào nhóm nào. Nhưng mà ở đây để liệt kê hết tất cả nguyên nhân cho mọi người nghe. Thứ nhất là xuất tinh sớm nguyên phát. Nguyên phát ở đây là người ta không rõ một cái yếu tố gì có thể gây ra cái bệnh lý này cả. Thường người ta nghĩ là do những cái rối loạn về hóa chất dẫn truyền thần kinh ở trong não, và cụ thể đó là serotonin. Cái thứ hai là xuất tinh sớm thứ phát, tức là cái người này trước kia xuất tinh, cái thời gian xuất tinh thì họ rất là bình thường, nhưng gần đây thì cái thời gian xuất tinh bỗng nhiên nó ngắn lại. Có nhiều những cái nguyên nhân nó có thể gây ra, ví dụ như là yếu tố tâm lý nè, họ cảm giác tội lỗi, họ đổi bạn tình, hay là họ cảm thấy stress trong cuộc sống, họ stress trong mối quan hệ luôn. Hoặc là các vấn đề về nội tiết, họ rối loạn nội tiết ha, họ suy sụp về testosterone, họ bị cương giáp, hoặc là nhiễm khuẩn cái đường tiết niệu, hoặc là những bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, nó cũng sẽ gây ra cái giảm cái thời gian xuất tinh này. Thường người ta sẽ chia ra theo mức độ thời gian. Ví dụ như là dưới 15 giây, 15 đến 30 giây, hay là 30 giây, từ 30 giây trở lên. Nhưng mà cái việc đó thực sự nó cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là chúng ta phải hiểu xuất tinh sớm nó có 3 cái thành tố. Một là về thời gian xuất tinh. Tức là thời gian xuất tinh khi mà đưa cậu bé vào trong cái âm đạo đó. Thì nếu như mà cái thời gian này nó dưới 1 phút, hoặc là từ 1 phút đến 3 phút, là đó đã thời gian đó là sớm rồi. Cái thứ hai là mình không thể kiềm chế được. Và yếu tố thứ ba, đó là nó gây ra rất nhiều cái sự tự ti cho cái người đàn ông đó. Thì tất cả các bảng điểm hiện nay nó đều nhắm vào những cái thành tố đó hết. Nếu như cái người đó, cái thời gian xuất tinh họ cũng không quá ngắn, nhưng họ rất tự ti cho cuộc sống, họ rất cảm thấy hụt hẫng, thì đó cũng được coi là mức độ khá nặng. Xuất tinh sớm thật ra mà nói là nó sẽ không có một cái nguy hiểm gì cho cái tính mạng của người nam cả. Nhưng nó sẽ làm giảm cái nhận thức, giảm cái chất lượng cuộc sống của người nam rất là nhiều. Người nam sẽ cảm thấy rất tự ti về cuộc sống. Bởi vì họ có luôn luôn có cảm giác là nếu như cái người bạn nữ không hài lòng trong chuyện tình dục thì cái lỗi sẽ thuộc về họ. Và họ sẽ cảm thấy là mình mất đi bản lĩnh của một người đàn ông. Cho nên chủ yếu nhất trong xuất tinh sớm đó vẫn là cái bản lĩnh, là cái chất lượng cuộc sống chứ không phải là tính mạng. Trong một số trường hợp nếu như người nam mà xuất tinh quá sớm, như là quá nhạy cảm đó, chỉ cần đụng một tác động nhỏ thôi là người nam cũng xuất tinh ra, thì cái việc giao hợp rất là khó. Thì khi đó cái khả năng mà sinh sản của người nam có thể bị ảnh hưởng. Nhưng trong hầu hết các trường hợp thì xuất tinh sớm và vô sinh đó là hai cái phạm trù khác nhau. Có thể có một cái gì đó ở giữa nó sẽ liên kết hai yếu tố này, nhưng xuất tinh sớm và vô sinh, nhắc lại, không phải là hai cái
có liên quan trực tiếp. Thì chúng ta dựa vào hai nhóm, ví dụ như xuất tinh sớm nguyên phát nè, hay là xuất tinh sớm thứ phát. Thì như đã nói, xuất tinh sớm thứ phát là thường là những người mà có những cái rối loạn về mặt tâm lý. Ví dụ như họ sẽ thường hay lo lắng hơn, họ sẽ thường cảm thấy tội lỗi hơn, hay là họ vừa mới đổi bạn tình. Đó, thì cái này chúng ta phải có thể cải thiện được bằng cách là chúng ta sẽ làm những cái liệu pháp tâm lý, thay đổi về nhận thức cũng như thay đổi về cái hành vi tình dục. Đó. Còn đối với những người mà có những bệnh lý như là cường giáp, những bệnh lý về nội tiết, testosterone v.v. hay là bệnh lý nhiễm khuẩn đường tiết niệu đó, thì chúng ta có những cái biện pháp để phòng ngừa những cái chuyện này xảy ra. Còn đối với lại những cái người nam mà có rối loạn về serotonin thì nếu có vấn đề thì chúng ta giải quyết thôi. Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh xuất tinh sớm. Thứ nhất là nếu như chúng ta không có được tiếp cận với lại cái giáo dục giới tính chính thống, mà chúng ta lại tiếp cận thông qua những cái phim ảnh người lớn đó, thì chúng ta dễ dàng có những cái sự lệch lạc, cũng như là có những cái kỳ vọng không đáng, không thực với bạn tình của mình. Và nó dễ gây ra những cái sự lo lắng không cần thiết và làm cho xuất tinh sớm hơn. Hoặc là những cái người trong gia đình có những cái bệnh lý liên quan tới nội tiết á, như bệnh lý tự miễn thì cũng có tăng khả năng là bị xuất tinh sớm. Hoặc là những người thường xuyên kém vệ sinh, quan hệ giao lưu không an toàn, quan hệ không an toàn thì dễ mắc nhiễm khuẩn đường tiết niệu hơn, nhiễm khuẩn hoặc là viêm bàng quang hay viêm tuyến liệt hơn, thì những đối tượng này cũng sẽ dễ bị xuất tinh sớm hơn. Hiện nay cái chẩn đoán xuất tinh sớm chủ yếu là dựa vào việc thăm khám và hỏi bệnh, hay cũng như làm những cái bài kiểm tra để coi là cái người này có đủ cái thành tố của xuất tinh sớm hay không. Ví dụ như thời gian của họ có ngắn quá hay không. Ví dụ như là họ có khả năng kiểm soát được xuất tinh hay không. Ví dụ như là họ có cảm thấy hụt hẫng khi mà họ bị xuất tinh sớm bình thường hay không. Ví dụ như là họ có cảm thấy tự ti về bản thân của mình hay không. Tất cả những điều này có thể chẩn đoán dựa trên việc thăm khám và hỏi bệnh thôi. Nhưng một số trường hợp khác, nếu như bác sĩ nghi ngờ là những cái xuất tinh sớm thứ phát á, thì bác sĩ sẽ cho chỉ định ví dụ như xét nghiệm máu nè, ví dụ như xét nghiệm nước tiểu nè, hoặc thậm chí là siêu âm tuyến giáp luôn để kiểm tra xem những cái rối loạn nội tiết bên trong cơ thể. Vậy các phương pháp điều trị và kiểm soát xuất tinh sớm ở nam giới là gì? Đối với điều trị xuất tinh sớm đó, thì chúng ta nhất quyết phải lưu ý đó là những cái kiến thức về xuất tinh sớm á, khá là phức tạp. Thì cái việc quan trọng nhất trong điều trị cái yếu sinh lý này đó là chúng ta phải nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Chúng ta phải tìm hiểu những cái thông tin rất chính thống về bệnh lý này. Chứ chúng ta đừng nghe những cái tin đăng tải trên mạng không chính thống, không uy tín rồi chúng ta bị cảm thấy ngày càng lo lắng nhiều hơn. Mà lo lắng hơn thì nó sẽ gây ra xuất tinh sớm hơn. Như vậy, trước tiên là chúng ta phải luôn luôn đảm bảo một sức khỏe tốt. Chúng ta phải có chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh. Đó, chúng ta ăn nhiều chất xơ, nhiều trái cây. Chúng ta phải ngủ một đêm trung bình là 7 đến 8 tiếng và giấc ngủ phải đảm bảo là ngon giấc. Chúng ta phải tập thể dục để đảm bảo cho cái lượng testosterone ở trong máu nó luôn được duy trì ổn định, đừng có lười vận động quá. Và chúng ta phải có những cái biện pháp để chúng ta giảm stress đi. Stress ở đây, những cái căng thẳng có thể đến từ mối quan hệ, có thể đến từ chuyện quan hệ tình dục không như ý, hoặc đến từ công việc. Thì chúng ta phải có những cái cách như là hít thở sâu, ví dụ như tập thiền, hay chúng ta phải đi du lịch, chúng ta phải làm những cái sở thích của mình nhiều hơn để chúng ta giảm cái tần suất căng thẳng này xuống. Và nếu như hồi nãy em hỏi là gì? Ngừa đúng không ta? Kiểm soát. Kiểm soát, tức là có thuốc không hay là chỉ là cái thuốc không, hay là nó chỉ là những cái biện pháp hành vi? Biện pháp thôi đúng không? Và chúng ta nếu như mà có hút thuốc á, thì chúng ta phải bỏ thuốc lá đi. Chúng ta phải hạn chế sử dụng cái chất kích thích. Đồng thời là chúng ta đừng có xem cái phim ảnh người lớn nhiều quá. Còn về việc là chúng ta thường hay hỏi là có được tự sướng hay dùng từ là thủ dâm đó trong cái xuất tinh sớm hay không, thì bác sĩ khuyến cáo bạn như thế này. Thủ dâm là một hành vi rất bình thường. Đó. Nhưng nếu chúng ta thiếu kiểm soát, chúng ta lạm dụng thì nó sẽ trở nên phức tạp.
trong xuất tinh sớm, cái điều quan trọng nhất chúng ta phải thủ dâm, có kiểm soát. Ở đây có nghĩa là chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật bắt đầu và dừng lại. Thì tiếng Anh nó gọi là start and stop, tức là các bạn có thể dùng tay để tác động vào cái bộ phận sinh dục cho đến khi đạt được cảm giác muốn xuất tinh thì phải ngưng lại ngay. Và cho đến khi mà qua được cảm giác đó rồi thì chúng ta lại tiếp tục tác động cho đến khi ngừng đến cảm giác gần muốn xuất tinh thì ngưng lại ngay. Đến lúc trên 3 đến 5 phút thì các bạn cho xuất tinh, thì đó cũng là một trong những cái biện pháp để kiểm soát được khả năng kiềm chế xuất tinh của người xuất tinh sớm. Câu hỏi cuối cùng là lời khuyên của bác sĩ đến với khán giả. Ông mình không có thuốc hả? Em muốn trả lời thuốc không? Thuốc đi. Tại nãy anh không có nghĩ thuốc. Ừ. Ok. Rồi. Lời khuyên của bác sĩ đến khán giả. Nói sao đúng không? Nói thuốc sao đúng không? Dạ vâng. Xuất tinh sớm là một cái vấn đề sức khỏe rất ảnh hưởng đến tâm lý của người đàn ông. Cho nên khi mà bạn bị xuất tinh sớm thì cái điều quan trọng nhất là phải theo bác sĩ, đồng hành bác sĩ, lắng nghe những cái kiến thức đúng được chia sẻ từ bác sĩ, người chuyên gia đó. Các bạn đừng lên mạng tra để tìm hiểu những nguồn thông tin thiếu uy tín, mua những cái sản phẩm chức năng được quảng cáo là tăng thời gian lên. Nhưng cuối cùng, nếu như việc không hiểu bệnh, việc không thay đổi thói quen sống lành mạnh, việc ngày càng lo lắng và bị lệch lạc giữa những rất nhiều những kiến thức sai lầm có thể làm cho cái tình huống xuất tinh sớm nó không thể nào được cải thiện được. Nhiều trường hợp bệnh nhân sử dụng thuốc xong không thấy cải thiện và tiền mất thì tật lại mang thêm. Câu trả lời thuốc thì những cái kiểm soát của bản thân thì chúng ta còn những phương pháp điều trị nào nữa không ạ? Hiện nay xuất tinh sớm thì cái liệu pháp thuốc đầu tiên mà chúng bác sĩ có thể chỉ định cho tất cả mọi người đó là thuốc Dabocentin. Đây là những cái thuốc này là thuốc ức chế tái hấp thu serotonin ở trong cơ thể chúng ta. Nó sẽ làm cho cái serotonin trong cơ thể chúng ta hoạt động tốt hơn và nhờ đó cải thiện được cái thời gian quan hệ của người nam lên. Đó, thì thuốc này chỉ nên được chỉ định bởi bác sĩ thôi, chứ bạn không nên tự mua. Bác sĩ sẽ theo dõi cái liều lượng để mà điều chỉnh cho phù hợp nhất với bối cảnh sức khỏe của cái người bệnh. Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng những cái bao cao su mà nó có chứa cái thuốc tê trong đó. Nó sẽ làm cho giảm nhạy cảm của vùng đầu dương vật và làm cho kéo dài thời gian lâm trận của người nam lên. Đó. Rồi. Mình nói luôn cái chủ đề